Dạ vâng, chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng, quay video và giới thiệu sản phẩm của cơ sở đầu gỗ nội thất Y Huân. Và trong video clip ngày hôm nay thì cơ sở đầu gỗ nội thất Y Huân xin trân trọng được gửi đến tất cả quý vị khách hàng trên toàn thể đất nước một mẫu bàn ghế phòng khách, đó là bộ ghế Tân Thủy Hoàng được làm bởi chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi. Bộ này thì bên em làm thì gồm 6 món, gồm một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn kẹp và một chiếc đôn xa, một chiếc đôn con ở xa kia. Và hàng này thì bên em làm theo phân khúc của cột 12, chân 12 các bác nhé. Và những ai mà đang quan tâm đến mẫu Tân Thủy Hoàng được làm bởi chất liệu gỗ hương đá Nam Phi này thì hãy dành ra khoảng vài phút, em xin giới thiệu qua những đường nét chi tiết của bộ sản phẩm này cho tất cả mọi người cùng xem qua. Dạ vâng, trước mắt quý vị khách hàng là chiếc đoạn dài đây. Chiếc đoạn dài này thì bên em với thước đoạn dài là 245, cao là 1m2 và sâu là 68 các bác nhé. Về phần đầu tiên thì em muốn giới thiệu ở cái chiếc đoạn dài này thì là phần ván mặt. Ván mặt đây thì bên em làm dày 2 phân các bác nhé. Ván mặt dày 2 phân, trọn vân như các bác có thể nhìn thấy trên màn hình nhỏ của em. Trọn vân cực kỳ tỉ mỉ và kỹ lưỡng để tạo ra một bộ sản phẩm nó đẹp như này. Đó. Và cái phần khuôn tranh. Phần khuôn tranh này thì bên em làm giấy 4 các bác nhá. Đây, phần khuôn tranh thì làm giấy 4 phân. Và mặt trước thì đều được lấy cong, bò cong cực kỳ đẹp. Đó. Hàng này thì bên em làm 2 tầng cổ chỉ các bác ạ. 2 tầng cổ chỉ. Đây, 1 2, 2 tầng cổ chỉ các bác nhá. Con yếm này. Yếm này thì tổng dạng là yếm liền. Giấy 4 phân các bác nhá. Yếm liền giấy 4 phân. Và mặt trước thì của yếm đây thì đều được bên em đục hoa lá tây các bác nhá. Đục đều được đục hoa lá tây. Đó. Còn chân tiếp tục là đến chân đây. Chân của em là chân 12 các bác nhá. Chân của bộ sản phẩm này là chân 12. Đây thuộc dạng chân vén đế liền. Chân, đấy, thuộc dạng chân vén đế liền các bác nhá. Tiếp theo là đến phần mai rùa. Mai rùa này thì bên em là mai rùa liền. Đây, mai rùa liền xoáy. Đấy. Những đường xoáy tròn rất là đẹp đấy. Còn tiếp theo đây là phần cột. Cột đây như các bác có thể thấy vân veo trộn lọc đây, những thứ vân núi, những thứ vân tròn, vân loang cực kỳ đẹp. Phần cột này là cột 12 và là thu dạng cột liền và còn là thu dạng cột không tâm các bác nhá. Và thường thì nếu mà không phải hàng liền, hàng chấp thì nó sẽ có một vết đường ở đây các bác nhá. Đấy, một đường đây, một đường chấp ở đây. Đó, có thể vẫn ván vách đây. Vách này thì bên em vách đoạn này thì bên em đục 3 chữ phúc lộc thọ. Đấy, tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc đến với gia chủ nhà mình. Đó. Và như các bác có thể thấy đây, những đường nét đây của phần vách, những họa tiết đục chạm sắc nét chi tiết cực kỳ đẹp và đỉnh cao đấy. Và cái hai phần cột trong này đây các bác này, thì ở phần trên đầu đây thì bên em đục 2 con nghê đây đối đầu với nhau các bác nhé. 2 con nghê đối đầu với nhau đó. Và cả cái phần khung xương này đấy, phần khung xương này của bên em cũng làm dày tới 4 phân các bác nhé. Dày 4 phân và trường là trường liền xoáy đây, trường liền xoáy. Và mặt trường thì đục con rơi đấy, đục con rơi ngập đồng tiền vàng đấy. Hàng hoàn thiện thì lý tít, xả vào thì mát cháy các bác nhé. Hoàn thiện lý tít, xả vào thì mát cháy, tông gỗ thì cực kỳ là mịn đấy. Hàng thì bên em thì 100% là gỗ hương đá các bác nhé, không chọn lọc và pha tạp bất kể gỗ khác, cho nên các bác có thể yên tâm về cả phần gỗ lẫn cả phần vân đều được chọn lọc tỉ mỉ kỹ lưỡng để dựng lên một bộ sản phẩm nó phải đẹp nhất đấy. Và tiếp theo là đến hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này thì bên em độc với thước là cao là 1m2, sâu là 68 và dài là 1m06 các bác nhá. Đây, cận cảnh hai chiếc ghế đơn. Và vách, phần vách đây các bác có thể nhìn thấy. Hai chiếc ghế đơn này thì bên em độc chữ phú và chữ quý. Đây, chữ phú và chữ quý. Còn về phần đục tỉa thì đều được đục những đường nét đục này, các bác có thể nhìn thấy rất là sâu đấy, những đường nét đục rất là sâu và chi tiết
đấy, chọn vân veo, chọn gỗ tỉ mỉ kỹ lưỡng, và hoàng hàng thì hoàn thiện bởi lớp sơn BU7, một loại lớp sơn chống xước được đang được dùng rất nhiều ở trên thị trường. Nó cũng là hàng sơn, nó cũng là một dòng sơn cực kỳ chất lượng để đảm bảo cho hàng nó không bị xước xác, không bị ấy, nó phải đẹp nhất đó. Và như và hàng thì cho các bác yên tâm về phần có vành mới mọt, không bao giờ bị luôn. Em thừa em sẽ nói chung là hàng thì không bao giờ bị cong vênh mối mọt. Về phần cái ý thì các bác có thể yên tâm. Đây, như cái phần vách tựa lưng với cả liền với cột, nó tạo cho một dáng ghế một sự trường nhất định. Đấy, tạo cho một dáng ghế cực kỳ. Và phần trước này thì các bác có thể nhìn thấy một dáng ghế cực kỳ là oai phong và bệ. Đó. Còn tiếp theo em muốn giới thiệu là chiếc bàn. Chiếc bàn này thì bên em kích thước là 75 x 1m45, và ván mặt bàn thì bên em đục tựa theo bức tranh thuận buồm xuôi gió. Đấy, tượng trưng cho sự công việc, công việc luôn luôn thuận lợi, làm ăn luôn luôn thuận lợi, luôn luôn phát triển và đi lên. Và ván mặt thì bên em thì của bộ sản phẩm này thì đều làm dày 2 phân, từ ghế, bàn, đôn, đoạn đều được làm dày 2 phân, nguyên một tấm các bác nhá, nguyên một tấm dày 2 phân. Khuôn tranh thì em cũng nói rồi, đều là dày 4, đây dày 4. Và kể cả cái phần thì mỗi bên của một chiếc, mỗi bên của chiếc bàn này thì sẽ có một chiếc ngăn kéo đây, và ngăn kéo thì đều hoàn thiện, đều được hoàn thiện tinh kỹ từ trong ra ngoài. Và cái ngăn kéo này thì cực kỳ tiện lợi cho các bác nào, cực kỳ tiện lợi cho các bác khi để đồ, những cái đồ vật thừa ở trên bác, các bác để trên bàn này thì chúng ta tiện lợi hơn là để vào cái ngăn kéo này, cực kỳ tiện. Còn tiếp theo để về phần đôn kẹp, đôn kẹp này thì bên em có thước là 40 x 75. Trước mặt đôn thì cũng có một chiếc ngăn kéo đây, đó, một chiếc ngăn kéo. Và ván mặt đôn này được đục những họa tiết cực kỳ đẹp, những bông hoa sen và những bông lá, những lá sen cực kỳ đẹp. Những con vịt đây các bạn có thể thấy nét chi tiết hội trước đôn kia. Còn phần trước đôn con này, trước đôn con này thì bên em có thước là 40 x 40. Đây, trước đôn con em sẽ cái cận cảnh hơn về phần trước đôn con cho các bác xem. Này, những đường nét của trước đôn con. Đó. Và vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu qua xong bộ bàn ghế phòng khách, bộ bàn ghế tần thủy hoàng được làm bởi chất liệu gỗ hương đá Nam Phi, cột 12, chân 12. Những ai mà đang quan tâm và yêu thích đến mẫu tần thủy hoàng được làm bởi chất liệu gỗ hương đá Nam Phi này thì hãy trực tiếp liên hệ qua số hotline trên màn hình 0988 685 625, hoặc là inbox trực tiếp để được tư vấn cụ thể hơn và chi tiết hơn về mặt sản phẩm. Và sau đây em xin đóng video tại đây thôi. Hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo của cơ sở bên em. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.